Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Mình đã hoàn thành video của mình. Đây là kết thúc của các bạn thích thì có thể ấn like, ấn chia sẻ và đăng ký kênh cho mình nhé. Các bạn thích video của mình thì màu
Mình sẽ bắt đầu với màu xanh dương. Xanh dương nhạt. Với tô màu. Xin chào các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đi tô màu những bức tranh mà mình yêu thích để gửi tặng đến các bạn. Và mình rất mong rằng các bạn khi xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục với động lực ra video. Mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào bạn nha, mình sẽ đi vào chi tiết tông màu nha. Mình đang bắt đầu với màu đen nha. Đây là màu đen của mình đã xong rồi nhá. Các bạn ơi, đây là màu đen của mình đã xong rồi. Tiếp theo sẽ là màu vàng. Alo em yêu ơi, đến đây với anh nào. Đâu rồi? Phải còn 20 mấy phút trước cái này. À 40 phút trước cái này. Mình xin tiếp tục tô đến phần vây tè của con cá em ạ. Làm đi. Làm đi. Đi làm. Ừ. Thằng này. Ui. Gì đấy? Đi làm kiếm tiền nuôi người khác à?